Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Mắt Kính Việt Channel. Chúng tôi tự hào là hệ thống mắt kính chính hãng hàng đầu tại Việt Nam về giá và chế độ hậu mãi. Đôi khi các bạn coi một cái mẫu kính ở trên website thì rất là đẹp, nhưng mà khi đeo vào thì khuôn mặt thì các bạn sẽ dễ dàng bị rơi hoặc là tuột. Rồi ngoài ra một số khách thì hơi kỹ tính một xíu là không có muốn chỉnh kính, để vì muốn giữ nguyên cái form kính zin. Vì thế cái tình trạng mà đeo kính mà bị tuột thì không thể tránh khỏi trong quá trình mà sử dụng. Đặc biệt ngoài ra nhiều kính trẻ em thì khi mà đeo thì rất là bị rộng, do các hãng khi mà thiết kế kính cho trẻ em thì đa số là thiết kế sẽ form lớn hơn một xíu để phòng ngừa các trường hợp mà bé sẽ lớn nhanh thì đeo vẫn vừa. Vì thế kính trẻ em khi mà các em bé đeo thì rất là dễ bị tuột. Nhưng mà hiện nay đến với mắt kính Việt thì sẽ có một cái phụ kiện là để chống rơi kính. Đây là một cái điều đặc biệt mới nhất thì bây giờ là mắt kính Việt mang đến cho các bạn, để các bạn có thể thoải mái đeo kính mà không có phải lo lắng về vấn đề sai kính có vừa cùng với khuôn mặt mình hay không. Và bây giờ trên tay mình là bộ phụ kiện chống rơi. Chúng ta sẽ có một cái hộp nhựa và để các bạn có thể bỏ lại trong này sau khi sử dụng xong để tránh rơi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bóc seal của cái bộ phụ kiện này ra để các bạn coi thử. Ở bên trong chúng ta sẽ có một sợi dây và hai cái miếng đệm. Chất liệu của những cái này là bằng silicone dẻo mờ và cái độ đàn hồi rất là tốt. Và đây là cái dòng nhựa là nhựa nhám thì sẽ bám rất là bám khi mà các bạn chơi hoạt động thể thao hoặc là đổ mồ hôi ra. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sử dụng trước cái sợi dây này cho các bạn trước. Thì sợi dây này chúng ta sẽ có hai đầu, ở đây hai lỗ, thì chúng ta sẽ tiến hành gắn vào chiếc kính ray băng RB L02 3025 L0205 này trước để cho các bạn coi cái tác dụng của nó sẽ như thế nào. Và sau đây là chiếc kính sau khi chúng ta đã gắn vào sợi dây chống rơi, thì chúng ta sẽ có một cái, chúng ta khi mà đeo thì cái này nó sẽ ôm quàng qua nguyên đầu thì chúng ta đảm bảo là không có rơi kính trong quá trình mà vận động. Đặc biệt cái này sẽ rất thích hợp cho các bạn nào mà chơi thể thao. Ngoài chiếc kính này thì chúng ta có thể gắn rất là nhiều cái loại khác, kể cả gọng kính hoặc là kính mát khác nữa. Và đặc biệt là cái sợi dây này sẽ rất là phù hợp đối với cái đối tượng mà sử dụng là trẻ em, khi mà bé là chưa có thể là mà giữ kính thì khi đeo cái này vô thì đảm bảo là chắc chắn, thì đảm bảo không có rơi tuột trong quá trình mà bé vận động hoặc là sử dụng. Và cái món phụ kiện còn lại đó là hai cái miếng đệm mà chống rơi kính đây. Hai cái miếng đệm này có chất liệu là bằng silicone, rất là có độ đàn hồi rất là cao, nhám, và cái này rất là bám khi mà chúng ta đổ mồ hôi. Và đặc biệt nữa cái lượng silicone này rất là mềm nên khi mà bám vô khuôn mặt chúng ta nhưng mà nó lại rất là dễ chịu. Ở hai cái miếng này thì chúng ta sẽ có hai cái lỗ, chúng ta sẽ gắn hai cái đuôi càng của cây kính ray băng này vào. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn thử cho các bạn coi thử. Và đây là cái kính mà sau khi chúng ta đã gắn cái phụ kiện mà chống rơi kính vào thì chúng ta có thể thấy, nhất là cái này là bằng chất liệu bằng silicone nhám, rất là dẻo, có độ đàn hồi rất là cao, và khi chúng ta gắn vào thì nó sẽ ôm chặt vành tai, đảm bảo là các bạn đeo trong quá trình sử dụng là không có bị rơi hoặc là rớt. Với thứ hai nữa là cái này là chất liệu rất là mềm mại, không có bị cấn trong quá trình sử dụng. Đặc biệt cái này chúng ta có thể là di chuyển nó vừa theo cái từng khuôn mặt hoặc là form người của mỗi người đeo kính, nên rất là linh hoạt, đảm bảo là phù hợp với tất cả các khuôn mặt. Đặc biệt là cái cặp gờ này thì chúng ta có thể gắn được vô kính mát, gọng kính, tất cả các loại kính khác nhau chứ không chỉ riêng một cây ray băng này. Ngoài ra cái này khi mà chúng ta lắp vào thì nó sẽ chỉ ở sau vành tai thôi, thì đảm bảo là cái tính thời trang, rất là thời trang, và nó ẩn đằng sau đằng tai, đảm bảo là cho các bạn là trong suốt quá trình sử dụng là vừa thời trang và vừa chống rơi kính, rất là dễ dàng. Đặc biệt cái này là sử dụng cho trẻ em rất là phù hợp để việc trong việc mà giữ kính để cho các bé hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Chỉ với một phụ kiện mà chúng ta có hai cái phụ kiện để chống rơi kính. Ngoài ra, ngoài cái màu nâu này thì chúng ta sẽ còn rất là có nhiều màu khác, như là màu xanh nước biển, xanh dương, màu trắng, màu xanh lá cây và màu cam. Ngoài ra thì chuẩn bị tới thì sẽ về rất là nhiều màu nữa, sắc khác nữa. Hy vọng với clip giới thiệu của bộ phụ kiện chống rơi kính này thì các bạn đã tự tin hơn trong việc sử dụng kính
cho mình. Đến đây mình xin kết thúc clip giới thiệu sản phẩm mới về bộ phụ kiện chống rơi kính tại mắt kính Việt. Còn chờ gì nữa, các bạn hãy tới ngay hệ thống showroom của mắt kính Việt tại website www.mắtkinhviet.vn để sở hữu ngay cho mình bộ phụ kiện độc đáo này. Đến đây mình xin kết thúc clip giới thiệu về sản phẩm mới. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.